Tin mừng theo Thánh Luca. Khi đồng bạn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho hai môn đệ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người. Thánh thể và đấng phục sinh. Một linh mục ghi lại câu chuyện sau đây trên tạp chí Mater Nostra. Hai tuần sau biến cố Hiroshima, tôi đi thăm Nakamura, một thiếu nữ Nhật tân tòng 18 tuổi. Khi tôi đến, cô bé lúc ấy bị cháy xém, đang nằm co quắp như một xác chết. Nghe tôi gọi, cô nhúc nhích, mở hai mắt nhìn tôi, tràn ra mấy giọt lệ, rồi thì thầm: Cha có đưa mình Thánh Chúa đến cho con không? Đường về Emmaus là lối đường dẫn đến niềm tin. Hai môn đệ nhận ra và tin vào đấng phục sinh sau một hành trình dài gặp gỡ, đối thoại và đồng hành, mà đỉnh cao là lúc người bẻ bánh. Đức tin trở nên sống động khi ta bước vào tương quan với đấng phục sinh. Người hiện diện cách cụ thể nơi mình và máu người. Qua việc đón trước thánh thể, ta mời người ở lại và cư ngụ trong ta. Còn qua việc cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện trước thánh thể, ta ở lại với người. Lạy Chúa Giêsu, xin khắc sâu vào tâm hồn chúng con một niềm khao khát gặp gỡ Chúa, để mỗi khi đón rước Ngài, tâm hồn chúng con vui sướng, hân hoan vì được chính Ngài khỏa lấp nỗi khao khát ấy.